Mến chào quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị các bạn trong video mới nhất của mình. Hôm nay mình đi đến nhà của Thắng ở Phong Điền để mình làm clip này giới thiệu đến quý vị một số cây kiểm tại đây. Rồi mình sẽ đi vô nhà. Rồi hôm nay giới thiệu gì Thắng ơi? Xin chào tất cả bà con đang xem kênh. Thì hôm nay em có một số trang tàn với hai cây mai tàn, rồi có phôi mai phôi trang, cây phát tài, rồi có mà mai chữ thủy nữa bà con ơi. Rồi đủ thứ thập cẩm. Dạ, dạ, rồi cây số 1. Rồi đây là cây số 1, cây phát tài bà con ơi. Rồi phát tài gì đây? Cái này sọc hay là nó tài thường? Phát tài thường. Rồi trời cao nguyên một cái củ ha. Dạ 60. Rồi rồi đâu nó hoành đấy. Rồi, 58 à coi. Để cái thước quấn vòng ra, quay vòng ra. Để thước để nguyên đi, để nguyên. Rồi. Để em đo nguyên cái củ thằng đó coi. Cái viết cầm làm gì á? Có thấy viết rồi. 88 à con ơi. 88. Rồi. Rồi cây phát tài này giao lưu với bà con mình giá là 4,5 triệu. Cây số 1. Dạ. Rồi đổi. Tết. Cây số 2. Kéo các bạn xích vô chút nữa Thắng. Vô trong này. Rồi, 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 rồi. Xin chào bà con mình, đây là cây thần kỳ nha. Cây thần kỳ. Dạ. Kêu tắt tắt cái game. Cái gì? Chơi chơi gì đó nhỏ. Tắt tắt game nhỏ rồi kêu. Thần kỳ này bự dữ vậy ta. Dạ. Thần kỳ mà cái bộ đế đẹp lắm nha bà con. Chiều cao nó là 50. 50. Còn thân nó 28 mà bà con ơi. 27 đi. Rồi. Dạ. Già lát già nó ha. Dạ đúng rồi, có miếng lát miếng da là do cái chỗ chủ nhà ta đậu ghe nó bị chày, nhưng mà em đã xử lý rồi. Rồi. Rồi cái thằng kỳ này giao lúa bà con mình giá 1,5 triệu. 1,5 triệu, ngồi dạ. Xếp phía sau chút ha. Phía sau. Ngồi phía sau nhìn mặt cái. Rồi. Cái này giao lưu bà con mình giá 1,5 triệu cho bà con. Cái số 2. Rồi cây số 3. Rồi kéo lên chút xíu để nó dướng cái. Kéo lên. Rồi đã rồi, lỡ rồi. Rồi. Đây là cái mai vàng nha bà con. Rồi cao như. Cao có khoảng 2 tấc rồi bà con ơi, từ cổ đế lên. Rồi. Cổ đế lên 2 tấc luôn. Rồi hoành khoảng nhiêu đây? Mười chín nè bà con ơi. 19. Hoành. Cái cũ thì 30. 30. Dòng đế là 107. Rồi. Giá nhiêu? Rồi cái này giao lưu bà con giá 1,9 triệu. 1,9 triệu. Rồi. Kéo về lên lại cả nửa thước vậy thôi. Dạ. Đảo phôi rồi kéo lại. Đấy, chữ là lỗ đó đó. Lỗ đó, lỗ đó. Cái cây ngay lỗ. Đói. Rồi, đói. Rồi, cây số... Cây số 4. Số 4. Cây mai vàng nha bà con. Rồi. Thông số đi. Giờ để điện thoại cho thằng em nó ghi dưới đi.
cầm mà viết khó đo lắm. Đây, bỏ cái viết ra đi. Chỉ mà cầm đó thì ghi vô. Rồi 37. 37. Đo thôi. Dài của nó là 50. Rồi quay vòng đi. Rồi giá. Rồi cây này cho lũ bà con mình giá 2 triệu. Rồi máy vàng. Bao rồi, ship rồi. Bao ship sao Thắng ơi? Dạ em bao ship mà tàu bắp. Rồi đặt số điện thoại luôn Thắng ơi. Dạ số điện thoại của em là 0907 776 369. Rồi. Số điện thoại mình có ghi trên tiêu đề luôn nha quý vị. Đây cũng là cây mai vàng luôn nha bà con. Quái quái nha. Dạ. Bẻ cái gù. Cây này rất là già nha bà con. Nó nhỏ nhưng mà nó già. Rồi thông số 60 bà con ơi. Cao 60. Hai mươi hai. Cái gì giao lưu bà con mình giá 1 triệu. Rồi 1 triệu. Bao ship toàn quốc. Dạ bao ship toàn quốc. Cây số 5. Còn mở cây. Rồi tới phôi trang đỏ lá nhỏ bà con ơi. Phôi trang đỏ lá nhỏ. Dạ trang đỏ lá nhỏ. Rồi cao đi Thắng ơi. 90 bà con ơi. 90. Cái này là nguyên một củ cứng ngắt nha bà con. 50. 50. Rồi củ cái này. Thằng đại diện lớn nhất là như vậy. Củ này củ cứng ngắt đó nha. Rồi cứng ngắt. Đó là đại diện. Mười bà con ơi. Rồi quay đi. Mười rưỡi mà mười thôi. Rồi giá luôn Thắng ơi. Rồi cây này cho lũ bà con mình giá 2 triệu. 2 triệu. Dạ. Rồi đổi. Ghi số nha. Rồi cây này sao. Cái trang đỏ lá nhỏ. Có số gì đây rồi. Không phải cái cây này cái cũ của coi rồi đợt này em giao lưu giá rẻ lại luôn. Trang đỏ lá nhỏ lên một hết nè ha. Dạ lên một hết trơn. Rồi cây này nhiêu tiền. Rồi cây này 1.2 triệu bà con ơi. Rồi 1.2 triệu liền đế liền bệ. Rồi bao cái dòng cũ được rồi. Dạ không sai rồi. Cao khoảng 40 á. 44 bà con ơi. Rồi đây cao 60. 60. Dạ. Rồi đổi. Nhớ ghi số rồi tính. Ghi 2 không? Ghi 2. Ghi số luôn. Số 7. Rồi tiếp tục. Tiếp tục là cây số 8 mà con ơi. Cây đỏ lá nhỏ luôn. Cây đỏ lá nhỏ. Rồi. Rồi được rồi. Nhiều. Cái này giao lưu bà con mình giá 1 triệu. Triệu 80. Chiều cao. Bao ship toàn quốc. Đó đại trên đi. Đại diện đi. 10 đi. 11. Rồi 11. Rồi. Cây số 7. 8. 1 triệu. 1 triệu đi vô. Cây số 7 tên. Số 8. Tên tên. Số 9. 1 triệu. Rồi 9 này nhiêu luôn. Cái nhà mày. Rồi cây số 9 này 1 triệu luôn bà con ơi. 1 triệu luôn. Cây kia số 9 rồi. Cây này 90. Để anh làm mà đừng nói. Rồi cao nhiêu? Rồi 90. Đo cái cũ thôi, khỏi đo mấy cái kia. Rồi thằng kia thằng 19. Rồi 19. Cái này cái thằng 10. Thằng nó 10 đi. Dạ. 10. Đúng rồi. Rồi đỡ thôi tính đây. Rồi 1 triệu luôn ha. Dạ 1 triệu luôn. Đỏ lá nhỏ.
Rồi. Rồi vàng lá chung hả? Đây là trang vàng lá chung nha. Vàng lá chung. Dạ. Rồi đã gõ rồi, chiều cao nó khoảng nhiêu? 1m4. Rồi bề ngang cái chỗ lớn nhất. Bề ngang 1m4. Mét mốt nó không có đều, bên lép bên đấy. Rồi quay nhẹ cái nữa đi. Nó đổ về bên. Rồi, nguyên một cụm gừng. Rồi đó, vòng được rồi, thân này cỡ 5-6. Rồi, rồi, rồi. 40. 45. 45. Rồi. Rồi cái cho lũ bà con giá 800k. 800k, bao dạ. Ship toàn quốc. Bao ship toàn quốc luôn. Ngưng rồi. Trang vàng lá chung ha. Dạ, trang vàng lá chung. Rồi, cục nụ cũng khá ha. Rồi, đổi đi. Bị tính xuống, đem xuống liền. Rồi, trang đỏ lá chung. Rồi, tới đây này là trang đỏ lá chung mà có trang vàng lá chung chuẩn luôn nha bà con. Một cây mà hai màu. Cây hai màu ghép hay gì? Không biết luôn, không biết bà con ơi, cái này là nó một thân nó đi lên, không phải ghép, nó nguyên gốc tự nhiên luôn đó. Rồi có vàng này, ngưng đi. Nè đây có vàng này ha. Dạ. Đây đây bông vàng đây. Đâu coi cái thân vàng nó đi đâu vậy? Vô đâu vậy? Thân vàng với thân đỏ nó mọc chung thân không? Để chung nè. Chung không? Kia bụi nhỏ này. Dính bụi. Vậy là dính. Rồi rồi, vậy là dính bụi bà con ơi. Dính bụi đó ơi. Cái vàng riêng. Vàng riêng. Dạ dạ. Rồi. Rồi mọc được phước mãi thì mọc. Rồi hai cây đó. Mọc được mọc á. Dính rồi từ nhỏ rồi. Một tặng một luôn. Rồi vậy đo cái đỏ thôi ha. Đo cái đỏ thôi. 17 bà con ơi. Rồi 17. Già dữ rồi ha. Dạ, cây này rất là già. Rồi cây này giao lưu bà con mình giá 1 triệu đó. 1 triệu, cao à. Khoảng 1 mét đi. Mét 2 vậy. Cao 1 mét 4. 4. Dạ. Rồi bề ngang cái này tự nhiên bề vậy ngang đó. Thì tự nhiên. Rồi, đổi. Giờ sâu vô một chút em. Rồi cây số. Số mấy giờ tên? Quay đi quay đi. 12 nè. Quay số 12 bà con ơi. Quay đi quay đi. Rồi cao khoảng 1m4 nữa đi. Dạ, nó tương đương với bụt kia đó. Ờ, tán ngang thì cỡ tự nhiên cỡ 8 tấc mét vậy đó. Rồi. Đỏ lá chung. Đo nguyên cũ liền nha bà con. 24. Rồi 24 trang vườn trang bụi, cái này trang đỏ chưa có chơi nói chung. Rồi cái này giao lưu bà con giá 1 triệu luôn. Rồi 1 triệu cái này luôn, bao ship toàn quốc luôn. Dạ. Rồi đổi cây luôn, tới cái nào. Cây đó để ở trong này nó tối lắm anh. Được thấy rõ được rồi, nhích cây gì được rồi. Rồi đỏ lá gì? Đỏ lá nhỏ. Đỏ lá nhỏ. Cái này gì? Về chưa có làm bầu kịp bà con ơi. Cái bể đế đó thì cứng khừ luôn nghe bà con. Rồi đo đi. Đo cái cũ trước rồi đo thân sau nha. 28. 28. Nói ổng 14. Nó ổng chút hả bó. Rồi thoát thân coi như vậy. Cái này số 13 phải không? Dạ. Yeah. 50. Rồi thoát thân 50, cao khoảng nhiêu? 2 mét không? Cao 1m7. Cao 1m7, ngang. Tán ngang 1m6. Rồi xây vòng tàn nữa, tàn tự nhiên. À, tự nhiên chưa chỉnh sửa gì hết bà con. Nữa vòng coi. Rồi báo giá luôn đi Thắng ơi. Rồi cây này giao lưu bà con mình giá 3 triệu. Rồi cây này 3 triệu bao ship toàn quốc. Dạ. Rồi. Tiếp tục. Để mấy đấy? Để nó quay 14, tới 14. Cây này cây số 14, cây trang đỏ nó nhỏ lắm bà con ơi. Rồi đo luôn, đo luôn. Cây này 3 triệu anh. Rồi đo luôn. 3 triệu.
21. Rồi cho nè. Rút cho anh chút ai chỗ đó nè. Gần 17. Gần 17. Rồi. Còn nguyên cũ à. Dòng đó cây nhỏ. Rồi 39. 39. Rồi. Chiều cao cây này có khoảng 2 mét nha bà con. Tán ngang 1,7. Nè. Một cốt. Rồi rung rung rồi. Rồi cái này nhiêu? Rồi cái này cho lúa bà con mình giá 7 triệu. 7 triệu hả? Dạ. Rồi. Có quà có quay gì được không? Rồi quay nửa vòng rồi kéo đít vô trong nhà luôn đi. Rồi, bên này đây. Bể đế nó dữ dằn lắm nha bà con. Rồi 7 triệu ha. Dạ. Rồi. Dạ còn cái gì. Rồi ra tới bài thì cũng mấy trang bài tới. Đây là cái gì? Rồi. Đây cũng là trang đỏ lá nhỏ luôn bà con ơi. Kéo xích qua đây nè. Rồi qua chút nữa đi. Chút nữa đi. Anh lấy có chỗ đứng quay mới được. Rồi. Trang đỏ là trang đỏ là nhỏ. Nó nhỏ. Số 15. Giật về trong nhà chút nữa đi Thắng ơi. Rồi. Rồi rồi xe rồi phá đều. Rồi cao nhiêu? Do nó hơi ồn nha quý vị ơi. Rồi cao nhiêu? Cao 1,6. 6 chị hao chưa? Chị hao cái bầu đất chưa? Chị hao. Rồi. Đây. Rồi tàn ngang. Tương đối. Tàn ngang 1,6 luôn. 6 luôn. Rồi. Rồi nguyên một cụm nè. Nguyên cái này là một cụm này đặc thù luôn nha bà con. 53. 53. Rồi cái thân lớn nhất nhiều. Mày dập. Vô vô quay tiếp. Rồi. Rồi rồi đo cái thân bên đây đi. Rồi 14. 13 mấy. 13 rưỡi. Rồi quay vòng nó thì dán quay đường cho chạy bầu. Nó liền cứng ngắt luôn bà coi, không có chỉnh sửa cái gì luôn. Rồi, cao hết thân này khoảng như vậy. Nửa thước. Nửa thước. Rồi, giá luôn. Rồi, cây này cho luôn bà con giá 5 triệu. 5 triệu. Dạ. Tự nhiên chưa chơi vậy ha? Dạ chưa chơi. Rồi, cái này là ta mới bứng hôm qua vậy luôn. Rồi, còn cây nào nữa không? Dạ tới cây mai. Cây mai này phải kéo qua đây rồi Thắng ơi. Ngược cái hướng mới được. Dịch che cái này mới được. Tới đây. Hơi nắng ngược quay không được. Ngựa cái dài vô cái hướng mai hết được chưa? Chút nữa đi, hồi mình còn cây nữa mà phải không? Chút hoa quấn anh này. Ơi. Chút xíu hả quán, để quay, quay chút xíu quay hả? Nghe. Nó vô dữ lắm, nó hút dữ lắm hút. Rồi, cái mai gì? Mai vàng. Rung 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 ơi. Rồi xây cái tàn nửa vòng đi. Tết này có bông không? Tết này có bông bà con ơi. Cái này chơi Tết luôn đó nha. Rồi cao nhiêu? Báo chiều cao trước đi. Cao 2 mét. Rồi nha. Ngang 2 mét luôn. Cũng khá đều. Dạ. Cái này có dư thần chậu chưa hay là dưới đất bứt cái lên? Cái này dưới đất bứt lên. Rồi có búp chưa? Có búp rồi. Rồi bông có biết cánh vậy mà bông. Là ngày hôm qua em kiếm được một bông là nó là 6 cánh. Rồi sao mò đeo dữ thần vậy? Tại vì cái cây này chủ vườn người ta không có chăm sóc. Rồi. Đó. Cây bị bỏ qua. Rồi. Được quá.
30 bà con ơi. Rồi. Tương đối gì? Cái cũ là 57. Rồi. Rồi có thân này như vậy. Thóc lên thân lên cái chỗ chia 2 này nó là 45. Rồi, lên tới nhánh trên là 70. Cái đường kính bầu của nó là 65. Rồi quay ngồi xích qua vô đó rồi quay chịu khó quay nửa vòng đi. Rồi tính. Đây nè. Nhẹ từ từ thôi. Đó. Đó là cái gà ơi. Khó quá. Rồi vậy đó, rồi xuống đi. Rồi. Rồi cái này giao lưu với bà con mình giá 6.500.000. Rồi, mã số 16 luôn. 6.500.000. Dạ. Bao ship tới đâu? Bao ship toàn quốc luôn. Cái này đi toàn quốc nổi sao? Nổi. Trời đi giao lưu cho bà con mình anh em gần xa chơi hết luôn. Được không nghe? Cái này chơi Tết luôn đó bà con ơi. Rồi. Kéo cái trang nó sát vô trong rồi mới đưa cái này ra được. Đấy. Đây. Nè. Cái số mấy vậy? 16. Đỡ nữa nha. Rồi. Mai gì Thắng ơi? Mai vàng anh ơi. Rồi lắc lắc cái tàn đi. Tự nhiên phải không? Chưa gì hết phải không? Dạ tự nhiên chưa gì vậy chứ. Gắn quay nửa vòng coi. Mới dẹp qua. Rồi. Quay qua mặt kia anh coi cái góc không? Để nó có hù à. Quay đi, quay đi. Nắng được rồi, cứ lắm không có đi được. Đi thấy rồi. Rồi. Cái cây 16 này cây 7 nè. Thì mày ghi đi, mày nói tao làm gì? Cây số 17 nha bà con. Nắng số vô. Nắng không bập số kia. Nắng nè. 25 hả bà con ơi. Rồi. Tại vị trí này. Đế bình thường. 47. Đế nôm. Rồi. Cái này mini này nhiêu? Cái này tán ngang nó cỡ khoảng 2 m. Chiều cao thì 1m8. Rồi giá sao? Cái này giá 3.500.000. Mặt bông đường sao? Mặt bông này chưa biết bà con ơi, Tết nay thì có bông chơi đó mà không biết mặt bông là mấy cách. Nhiều lắm dạ. Bông thì nụ nhiều lắm đó. Dạ nhiều. Rồi, không biết mấy cánh luôn dạ. Rồi 3.500.000 bao ship toàn quốc. Dạ. Rồi cái mai tàng số 2. Rồi còn cái nào nữa? Tới cây cuối cùng là cây mai chiếu thủy bà con ơi. Mai chiếu thủy. Cây này thần chậu rồi phải không? Dạ cái này thần chậu. Cái này giao lưu không không có bao chậu nha bà con. Rồi. Quay cái mặt kia qua nữa được rồi. Tại vì nắng nhiều chữ lắm không có qua kia quay được. Rồi. Thôi vậy được rồi. Mai chiếu thủy. Giá hữu nghị không? Giá hữu nghị. 24 của anh. Rồi như con thú. Dạ cái này là nó hình thú đó. Chiều dài nó là 28. Mấy này là 3.000.000 ta. 3.500.000. Rồi. Cái cây này có đặc điểm là ở trong thân nó bọng nha bà con. Bọng ở đâu? Bọng trong thân. Từ đây nè. Rồi quay qua chút nữa. Rồi bọng ở trong luôn ha. Dạ. Nó lên tới trước luôn nha bà con. Xỏ cây qua được luôn không? Dạ xỏ cây qua được luôn đó. Cái gì cái buôn bán này mình phải nói cho nó cụ thể. Rồi. Đây cái mặt trước đây. Ừ xỏ lọt qua đây luôn. Dạ. Xỏ lọt từ đầu với đít luôn. Rồi mai chiếu thủy. Lá này lá gì ta? Cây này hả? Lá nhỏ. Nhỏ. Rồi. 18
đang bông nhóc chân nha bà con. Trời. Rồi, cây này giao lưu với bà con mình giá 2 triệu. Là có chưa gỡ chậu rồi ha. Ship dạ, cái này ship không nha bà con, không có ship chậu nha. Rồi thì kết thúc ha. Em cũng có bao nhiêu mà phôi với cây tàn để giao lưu bà con mình trong dịp Tết. Rất cảm ơn bà con đã ủng hộ, thì mến chào tạm biệt bà con. Rồi, xin mến chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại ở những clip sau.